Hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu các bạn sữa Joycon. Đầu tiên mình tháo chút pin và các socket ra. Các bạn nhớ tháo pin ra nha. Và tháo con ốc giữ khai pin. Tiếp tục các socket kết nối với mainboard. Và tháo luôn cái cụm analog ra. Và mình tháo hai con ốc này để lấy được mainboard ra. Các bạn muốn sửa thì chỉ cần thay cái pin này. Tháo ra rồi vệ sinh một ít dung dịch làm sạch. Và tiếp tục thay cái pin mới vào. Có hai cái lỗ định vị. Mình đã hoàn thành thay cái pin cho analog nút trái. Mình tiến hành gắn cái Joycon này lại nha. Và sau khi gắn lại xong, mình đã tiến hành test Joycon này. Nút trái đã bấm rất là ok nha các bạn. Đó, các bạn đã thấy trong video này. Nếu các bạn muốn sửa Joycon thì liên hệ với mình